chung lối sẽ trở nên xa lạ. Nếu như quý vị anh chị em mình đang tìm cho mình một cặp loa để trưng bày ở phòng khách đấy, với tiếng bass uy lực và anh em có thể không cần thiết được chơi súp, thì anh có thể tham khảo riêng cặp loa này của hãng Panasonic em nhé. Con này model của nó là CA7 với công suất tiêu thụ với công suất max của nó. Đây kiểm tra lại thông số của con này, công suất max của nó sẽ là 240W một cặp, 120W một thùng em nhé. Đấy, chiều kháng của cặp loa này là 6 ohm. Đó, hai loa là cùng series cùng một cặp. Loa này bãi về hình thức còn đẹp tuyệt vời, thùng vuông vắn luôn em nhé. Đấy, không vỡ không phải nở gì hết. Đề can gỗ rất là óc chó, rất là đẹp. Đây là cặp loa tách cái dàn loa Panasonic CA7 mà cái dàn mà có hai đèn VU đấy anh em nhé, hai đèn VU cơ rất là đẹp luôn đấy. Con này thì em về không có cục dàn, con này em bán lẻ loa. Cái bộ dàn đấy anh em đang bán 6,5-7 triệu các anh em nhé, tùy cơ sở và tùy hình thức, tùy tình trạng. Đấy. Còn cặp loa này thì hôm nay chỉ có cặp loa thôi, thì em bán giá hữu nghị thôi cho anh em chơi về ghép âm ly. Đấy. Rất là đẹp anh nhá, gỗ chó rất là đẹp luôn. Có vết xước sát, nói chung là cũng không thể tránh được, tuy nhiên thì không đáng kể. Về cơ bản này nó rất đẹp rồi. Con này bát của nó tầm bát 15 các bác nhá. Đấy, gân của nó là dạng kiểu gân vải, rất là mềm. Đấy. Chắc đo. Hai căng của nó còn đầy đủ và còn rất là đẹp. Đấy, không bị rách gì hết. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Rồi, hiện tại em đang phối ghép một cái em ly cỏ của hãng Onkyo, đó là em ly Onkyo CR185 em nhá. CR185. Đấy. Anh em mua về có thể hoàn toàn ghép với âm ly của dàn đại hoặc dàn chung đều ok em nhé. Hoặc cả những âm ly Onkyo cũng đánh rất là khỏe. Đấy. Rồi, bây giờ thì em sẽ test chất âm cho các bạn mình cùng trải nghiệm. Cái chất âm bass của nó còn đánh rất uy lực luôn. Đấy, tiếng bass rất hay và khỏe mạnh. Và đặc biệt là rất là chắc. Rồi, em sẽ mở lớn âm thanh chút xíu nhé. Thì liên hệ số điện thoại đồng thời cũng là số Zalo của Trung Kiên Audio là số 0975 575 262. Cặp loa này Trung Kiên Audio xin phép bán với giá là 2.400.000 đồng, 2.400.000 đồng, và đặc biệt là sẽ miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác và anh em trên toàn quốc cho anh em, nếu như anh em đặt hàng theo hình thức chuyển đủ một lần cho Trung Kiên Audio. Còn với các đơn hàng anh em mua theo hình thức chuyển khoản cọc, anh em vui lòng chỉ còn cọc trước cho Trung Kiên Audio là 300.000 đồng với sản phẩm này. Tuy nhiên, nếu như các bác mua hàng theo hình thức chuyển khoản cọc thì các bác vui lòng trả tiền phí giao hàng giúp em. Còn nếu như các bác chuyển đủ luôn một lần là 2.400.000 đồng. Bên sẽ miễn phí ship cho các bác và anh em mình luôn. Đấy, thưa đến tay anh em vẫn là 2.400.000 đồng em nhé. Anh em chuyển khoản trước rồi thôi, không phải nhận trả thêm bất cứ một cái phí giao hàng nào nữa. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác và toàn thể anh em đã theo dõi video test của Trung Kiên Audio. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong các clip tiếp theo của Trung Kiên Audio.